Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Seal Headset. Và ở tập trước á, thì mình có chế tạo được một cái lò chuyên để luyện những cái tinh thể lava. Và mình đã sử dụng những cái tinh thể đó để nâng cấp các bạn chế tạo lên cấp độ đó chính là 5x5. Và với kích thước này á, thì mình đã làm được một thanh kiếm lửa nè, với khả năng đốt cháy mục tiêu trong thời gian 8 giây lận. Và ngoài ra mình có xây thêm một cái nơi ở cho hai em Chocobo trong thời gian giữa hai tập, để hai em ấy có nơi che nắng che mưa chứ. Mình để buộc mấy em này ở ngoài trời hoài thì cũng kỳ lắm luôn. Rồi, trong thời gian kế nữa, nếu mà mình có thêm những cái trái tình yêu á, thì mình sẽ cho hai em này ăn nhá. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế tạo một set đồ mới để mình có thể đi khám phá dễ dàng hơn. Và set đồ này được mang tên là set đồ của gà nhá. Và bây giờ thì mình sẽ đặt vào bàn chế tạo và bấm theo công thức thôi. Ở đây thì nó cộng không có nhiều giáp nha các bạn, nhưng mà được cái búp của nó là cho mình tốc độ đấy. Đây, mình sẽ làm trước cái nón nè. Công thức của nó thì cực kỳ rẻ luôn, chỉ cần trứng với lông là được à, lông gà hoặc là cái cộng lông mạ vàng. Rồi giờ thì làm cái áo nè. Rồi cái quần không biết có đủ không ta. Ừ, vẫn đủ. Và cuối cùng là cái ủng. Vậy là bây giờ mình đã full set rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mặc vô thử cho các bạn xem nhá. Ui, set đồ này có kìa. Nhìn thì có vẻ không có được bắt mắt cho lắm, nhưng mà nó sẽ cho mình cái năng chạy cực kỳ nhanh luôn, cho hẳn là tốc độ cấp độ 5 lần nha các bạn. Với cấp độ 5 này á, thì mình có thể di chuyển cực kỳ nhanh luôn. Và độ bền của nó thì sao ta? Để mình bật cái hiện độ bền lên coi. Cái này thì mình chưa bị hỏng á, nên nó chưa biết độ bền là bao nhiêu nữa. Nhưng mà mình nghĩ với cái công thức chế tạo từ cái cộng lông gà với trứng gà thì chắc nó cũng mau hỏng à. Nên bây giờ mình sẽ mang theo phòng ngừa cái mình sẽ mặc cái set này đồ này vô nè, sau đó cởi ra và thay ngược lại. Mình sẽ mang theo cái set đồ này á để phòng trừ trường hợp mà nó bị hỏng giữa đường nhá. Rồi vào giờ mình sẽ cất máy này vô. À quên, mình có thu hoạch những cái trái tình yêu mà ta. Để bây giờ mình cho hai em này ăn coi coi có chịu đẻ không nhá. Đây, ở trong đây đi. Mình sẽ bắt đầu mở cái này ra. Đó, sau đó cho hai em này ăn nè. Không biết ăn trong đây được không nhờ. Hay là mình cởi dây ra ngoài cho hai em này ăn ta. Ở nhà thì mình nghĩ không nên mặc đâu. Mặc cái này nhìn nó chóng mặt quá. Tại vì khi mà có tốc độ thì cái tầm cái FOV á, nó được tăng lên các bạn ơi. Nên hơi khó nhìn. Rồi, giờ thì trở lại cái tốc độ bình thường nè. Đi ra ngoài cái em ơi. Rồi, ở đây nhá. Em này cũng vậy. Lại đây một cái. Rồi, sau đó cho hai em này ăn nè. Để coi. Ui, ra trứng rồi. Rồi đi vô thôi. Rồi, ở đây nhá, một em nè. Rồi em này cũng vậy. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái quả trứng này á, đem qua cái chỗ ấp trứng bên kia nhá. Mình sẽ lấy cây cúp đập ra một cái. Rồi, sau đó thì lấy cái ná slam nè, bắn qua bên kia nhá. Rồi đi thôi. Và coi nào, đây cái chỗ ấp trứng đây. Cái này không biết mình đập ra có bị sao không ta, tại vì đó giờ mình đập được. Vậy thì hay quá. Rồi bay qua bên kia lại cái nè, đạp xuống. Tại bây giờ mình đang gắn cái cánh á, nên té nó không có bị mất máu đâu. Nhưng mà xíu đi khám phá thì chắc mình sẽ gỡ ra. Tại vì trong cái phần chơi này á, thì mình muốn chủ yếu là sử dụng cái đôi chân để đi khám phá hơn là dùng cái đôi cánh đó các bạn ơi. Rồi đặt cái này ngay chỗ này nhá. Ui, hai em này lại gần nhau nè. Vậy là hai em này thích ở kế bên nhau rồi. Tại vì mình thiết kế cái cửa này á, có thể cho hai em này dễ dàng qua lại luôn. Rồi và cái này sẽ cho vô chính giữa. Để coi nào. Được chưa ta? Mình không hiểu tại sao nhá, để đây một xíu mình đi khám phá về tự động mất tiêu à. Không biết là bị con nào ăn trộm hay là quả trứng không chịu nở nữa, nhưng mà tạm thời cứ để ở đấy đi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ cắt bớt mấy cái trái này vô trong ba lô nè. Đồ thì có sẵn rồi. Và những cái hạt diệm thạch này á, mình có đào ở dưới cái chỗ khu mỏ này. Để mình cho các bạn xem một cái. Không phải chỗ này, hình như bên đây nè.
Đúng luôn. Đây mình sẽ mình đã bơi hết cái tầng trên, tầng kế và một lớp ở dưới này nữa để có được cái số hắc diễm thạch như trong kho đồ của mình để sắp tới mình sử dụng trong việc nâng cấp nha. Và nâng cấp cái gì thì từ từ các bạn sẽ biết. Và mình sẽ cất vô cái rương này đi, kẻo mình vứt mất á. Xích đồ gà thì một tí mình sẽ mặc lại. Rồi và bây giờ mình sẽ mang những thứ này, sau đó đi ngủ một giấc nha. Rồi sáng thức dậy á, thì mình sẽ bắt đầu cái chuyến khám phá trong ngày hôm nay. Hôm nay mình đi khám phá khá là xa cũng như là rất là nhiều nơi á, nhưng mà chỉ gom được mỗi 22 cái hexagon hả. Trong ngày hôm nay mình sẽ cố gắng tìm thêm một lần nữa để coi được tổng cộng là bao nhiêu, để mình có thể chế tạo được tất cả những cái món đồ trong cái set đồ hexit đó. Và để đi khám phá dễ dàng hơn á thì mình nghĩ nên ép thêm cho cái đội ủng của mình có cái dòng giảm sát thương khi rơi nè với chân lạnh, tại vì cái đội ủng của mình thấy vậy thôi, thỉnh thoảng cũng phải cần chạy trên mặt nước nữa. Đây ủng của gà nè, cho hai cái dòng này vô. Rồi. Nhưng mà có khi nào nhiều khi đang mặc dưới chừng rồi nó bị hỏng không ta? Nó mà không dưới chừng chắc đau đớn lắm luôn á. Rồi giờ thì chuẩn bị nè, lấy ba lô, cởi cái cánh ra đi. Một xíu mình sẽ dùng cái xô nước để đáp đất cũng được. Rồi bây giờ thì bắt đầu lên đường thôi nào. Hôm nay mình đi khám phá về trên nè, hướng phía trên, hướng phía dưới cũng như là hướng bên phải. Rồi có mỗi hướng bên trái là mình chưa có đi nhiều. Để trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi về hướng bên trái xem coi nó có gì ở phía trước nha. Thay vì hôm bữa mình đi khám phá một lúc á, là gặp được cái gì ta? Cái khu biển á, nên mình không có đi tiếp được. Ngày hôm nay thì mình đã có đôi ủng chân lạnh này, xét đồ gà cho mình khả năng di chuyển cực kỳ nhanh, nên mình sẽ trở lại cái vùng biển xem như thế nào nha. Đấy, các bạn có thích cái cách khám phá như vậy không? Di chuyển cực nhanh trên mặt nước như vậy, khỏi cần thuyền luôn. Ui, mà nói gì thì nói, đi nhanh quá cũng có một cái bất lợi, đó chính là máy nó lốt không có kịp á. Đó, và hôm trước á mình cũng có đánh sập một cái tòa tháp đằng kia rồi và tìm được một ít kim cương. Để một xíu nữa mình đi coi coi gặp cái tòa tháp nào không. Sẵn đó mình sẽ chui vô trỏng để sửa lại đồ luôn nè. Tại vì dụng cụ của mình á đã được trang bị cái dòng sửa chữa hết rồi, nên việc sửa lại đồ chỉ cần chúng ta đánh tháp hoặc là đánh quái một xíu thôi là có lại kinh nghiệm và sửa đồ ha. Ở đây còn có một bé slime nè, lên đây lên đây. Ê. Ui, slime mạnh vậy. À, chết rồi. Xét đồ mình không có đánh nhau được. Xét đồ mình có độ bền thấp lắm. Trời ơi, có mười mấy độ bền thôi à. Mình lúc đầu chế tạo là mình nghi lắm rồi. Tại vì làm bằng cái lông gà với cái trứng gà thì làm sao mà bền được nè. Có mười mấy độ bền thôi. Nhưng mà cái búp của nó cho thì khá là tốt, nên mình sẽ vẫn mặc thôi à. Rồi bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đặt cái đặt ba lô xuống được không? Ủa, trên đây đặt ba lô không được. Thôi chết không. Cả không sao đâu, cái bên mình là cái vùng sa mạc rồi nè. Để bây giờ mình sẽ lên đây. Ui. Ui chết 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 chết. Đi nhanh quá lọt xuống nước mất tiêu rồi. Để bây giờ mình sẽ lên trển đó, rồi đổi xét đồ một tí nha. Tại vì trước mặt mình có một cái tòa tháp và một con thuyền. À, một con thuyền cướp biển kìa. Wow, hấp dẫn vậy. Xem coi nào, bây giờ mình sẽ đặt ba lô xuống nè. Lấy một ít gỗ cái đã, làm gì thì làm phải có gỗ trước. Sau đó thì làm một cái bàn chế tạo nè, ráp một cái thuyền. Và đánh luôn cái tàu đó thôi. Cái tàu đó tàu nhỏ ha, không biết có đồ xịn không nữa. Nhưng mà bây giờ cứ thử ra ngoài coi coi. Đặt cái thuyền xuống. Rồi đi thôi. Không biết trong đó cho mình những cái con quái gì đây. Hy vọng là quái đừng có quá mạnh. Kiểu như hôm trước có tòa tháp. Ui, cái này cướp biển có mũ luôn. Ui, cướp biển tôi giữ rồi. Cướp biển nè. Ấy, thấp quá. Cướp biển nè. Ui, không biết tên nào tên thuyền trưởng ta. Đồ mình sẽ đơm cái tên thuyền trưởng trước, tại vì đó là cái tên cầm đầu của một băng hải tặc. Ấy, lọt thuyền rồi. Đừng đừng nha, đừng manh động nha, đợi lên nó bắn nha mấy anh hai. Quýnh nhau thôi. Ui, một tên, hai tên. Ui ui, mấy tên cướp biển này bắn đầu quá. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ba tên, bốn tên, năm tên. Wow, coi cái kiếm mình kìa. Một hit, một chém. Cả đống tên luôn.
đúng là thanh kiếm được chế tạo từ những cái pha lê của dung nham có khác. Ui chết rồi, mình lỡ giết tên thuyền trưởng rồi. Đây là vẻ của tên thuyền trưởng nè. Mình không có hạt giống á. Để bây giờ mình sẽ đặt ở đây một cái điểm đi. Cái đó là bé vẹt của cướp biển. Đó, mình sẽ đặt ở đây nha. Nếu mà mình có nhạc giống, mình sẽ trở lại đây để thuần phục ẻm, coi ẻm có chịu không. Tại vì giờ đâu có ai bầu bạn với bé vẹt đó đâu. Để lên trên này coi coi có cái gì không nha. Đây là cái chỗ... Ui, vẫn còn tên lính canh. Đây là cái chỗ mà mấy cái tên cướp biển dùng để quan sát xung quanh đó các bạn ơi. Mình sẽ dùng cái ná slam để mình nhảy lên một tí nè. Đó, ui. Đáp xuống. Rồi, coi. Ở đây có nhiều cái banner của cướp biển lắm luôn á. Chắc mình xin một cái về chắc không sao đâu. Đập ra. cũng như là một cái phần thưởng cho mình. Và đây có rương nè. Có vàng, hạt vàng và táo. Kệ lụm luôn. Hôm nay đi khám phá để tìm mấy cái bông hoa hexico mà nên gặp mấy thứ dởm dởm lụm về cũng được. Ở dưới này vẫn còn mấy tên thủy thủ đoàn. Ui, đây vẫn còn nè. À, đây là hệ thống để mấy tên này bắn nè, bắn mấy cái pháo đó. Ui, đây có cầu lửa nè, coi cầu lửa có làm được gì không. Cầu lửa làm được một vài thứ thôi. Ui, làm được lửa trại nữa nè. Wow, xịn vậy ta. Bốn cướp biển. Ui, hôm nay mình lại đổi nghề rồi, hết làm phù hỷ á, bây giờ mình lại làm cướp biển rồi nè. Được á nha, cái gì chứ cướp biển là hơi bị thích luôn. Rồi, lượm thuốc súng về, còn mấy cái quả cầu lửa thì mình không cần nhặt đâu. Vàng lượm được nè. Có than lượm luôn. Ui, thích vậy ta. Không biết cái mũ này cho mình một giáp luôn á. Nhưng mà không biết độ bền nó như thế nào nữa, tại vì hôm trước mình đội cái mũ phù hỷ á. Cái tên phù hỷ kia thấy mình đội mũ giả hay sao á, quýnh mình một phát cái nó gách mất tiêu cái mũ rồi. Nên giờ chắc mình phải cố gắng để giành cái mũ cướp biển mới được, để không thôi mất nữa thì uổng dữ lắm. Ơ mà chết, cất hết rồi đồ ăn đâu mà ăn dọc đường. Mình ưa ăn lắm nên phải để đồ ăn sẵn bên ngoài. Rồi, bàn chế tạo cũng để sẵn nè. Thuyền thì ở ngoài rồi. Và cái rìu chiến đấu cũng vậy, để ngoài luôn. Và giờ thì đi tiếp nha. Cái này thì TNT không cần. Rồi, vậy là xong. Chỉ tội cho bé vẹt này thôi hả? Tại vì bây giờ mình không có mang theo để đi khám phá chung được. Ui buồn quá, lội xuống đây rồi nè. Ui tội nghiệp em không. Tự nhiên đi chung với một tên thuyền trưởng hơi yếu. Mình quýnh phát cái lăn ra chết queo luôn rồi. Để bây giờ mình sẽ múc lại xô nước và đi tiếp nha. Em ở đây đừng có đi xa quá nha bé vẹt. Rồi giờ thì mình sẽ đi về một xíu về hướng bên này nha. Ban đầu tự nhiên chế tạo xích đồ kia chi không biết nữa. Tại vì mình không muốn dùng nó quá nhiều. Nếu dùng quá nhiều nó hư á, rồi mình lại mất cái dòng enchant nữa thì tiếc lắm. Mà trên biển làm gì có mấy cái... Ủa? San hô một kỳ vậy ta. San hô đáng ra phải mọc ở tít dưới đáy chứ mà. San hô học mọc nổi trên mặt nước luôn chứ. Rồi đây tiếp tục là một cái con thuyền nè. Chắc đánh nốt con thuyền này thì mình sẽ đi mặc cái set đồ hồi nãy mình vừa chế tạo nhá. Ui chỗ này nó còn trang bị cái cầu thang bập bên nè. Các bạn có biết cái cầu thang. Ý. Ý. Ui mấy tên này liều vậy. Thuyền của mình mà dám cướp thuyền của thợ săn cướp biển hả? Cái tên này gan lắm. Liều ghê luôn. Ui chết rồi, mình quýnh một phát một chết tên thuyền trưởng với bé vẹt luôn rồi. Nè có cộng long nè. Ui bé vẹt kia. Mình không có nương tay được. Tại vì kiếm mình có cái dòng quét cảnh á, nên đánh một phát là chết luôn cái em kia rồi. Trời ơi cái tên cướp biển, cái thuyền trưởng kia. Hại cái bé vẹt chết theo luôn rồi. Tên này cũng đi chết luôn đi. Rồi giờ thì cái quên. Còn cái khoang tàu nữa. Khoang tàu phải đánh bại hết thì mình mới dọn sạch được cái khu vực này. Ở đây còn một tên nè.
trong đây à, trong này hai tên nữa, ba tên luôn à, tính ra cái tàu này nhiều thủy thủ hơn á. Rồi tàu này thì chắc mình sẽ lấy thêm một cái banner về đi đó, cứ mỗi cái con tàu vậy đó thì mình sẽ lấy một cái banner. Trong đây có hạt vàng, hạt vàng và thuốc súng tiếp. Có gì xịn hơn không? Không có kim cương à? Cấp biển đáng ra phải có kho báu chứ. Chắc mấy tên cấp biển này chưa tìm được kho báu hay sao á, đồ quá trời nghèo. Có miếng mút nè, có miếng mút nè các bạn. Miếng mút thì được, tại vì miếng mút thì khá là khó tìm đó. Có công thức chế tạo không nè? Không luôn nha, miếng mút không có công thức chế tạo luôn. Quá dữ quá dữ. Rồi lượm mấy cái thứ cần thiết này về. Ui, cúp biển đâu toàn là hạt vàng, không có nổi một hôi vàng trong cái thuyền nữa. Rồi, ok, tạm thời thì đã ổn rồi đó. Và giờ thì màn đêm cũng sắp buông xuống rồi. Chắc mình sẽ ngủ tạm trên cái con thuyền mình vừa đánh chiếm luôn đi. Này, lấy chưa? À, cái chỗ này chưa lấy nè. Lại thêm được một cái nón cúp biển. Wow, đổi cái nón cúp biển nhìn ngầu hơn hẳn nha. Không biết trong đây còn cái nón gì nữa không ta? Ờ, nếu có nón mình nghĩ sau này chắc mình sẽ nhặt được tay của tên cướp biển đi sao, cái đồ móc á. Wow, hoặc là kính chẳng hạn. Đó, có rất nhiều thứ mình có thể nhặt. Và cái thuyền mình đâu rồi ta? À, thuyền mình bên đây. Hồi nãy nói đến cái bập bên này. Đây là cái mà mấy tên cướp biển á, dùng để hành hình mấy cái phạm nhân mà mấy tên này bắt được, hoặc là những kẻ phản bội á. Lên đây nè, sau đó dùng cái dao á, chọt chọt sau lưng, đâm ẹt một cái. Cướp tổm xuống đây là cá mập sẽ ăn thịt đó. Rất là độc ác luôn. Nên mình gặp mấy tên cướp biển này á là mình thiệt hết trơn hả. Hướng đó là hướng của con tàu hồi nãy, hướng kia là hướng về nhà. Rồi, giờ tụi mình sẽ tiếp tục dông buồm ra biển thôi. Hướng nào ta? Để coi mình xác định hướng lại cái đã. Mình xác định hướng không có giỏi cho lắm á, nên cần phải nhìn kỹ để không thôi đi lạc. Rồi giờ mình sẽ đi thẳng thêm một đoạn này nữa, rồi có gì mình sẽ trở về cái khu vực bên đây để khám phá tiếp nha. Tại vì ngoài biển mình thấy có khá là nhiều mấy con tàu như vậy nè, đánh cũng vui vui. Và ở đây có một cái tòa tháp dẫn sâu xuống phía dưới đáy để mình đánh bại một cái con trong này đi. Đây là tòa tháp bằng đá đóng rêu hả, đá cuội đóng rêu nè. Ơ, đằng kia có đất liền rồi. Ui gì, đánh nhanh rồi mình sẽ đi xuống dưới nha. Đầu lúc mới vào á thì mấy cái tên này ưa ăn bán hành cho mình lắm. Giờ mình đã có một ít đồ xịn xịn rồi, mình sẽ bắt đầu cái công việc trả thù thôi. Ui, mấy thằng trên nó dễ mà sao thằng này có mấy con nhện ghê vậy. Mấy thằng trên mình mất vài giây để đi xuống à, mà thằng này tự dưng gặp toàn là nhện thứ dữ thôi à. À, núp ở đây nè. Này thì núp. Ok, chắc bây giờ mình sẽ bước bớt một cái gì đó để mình có thể đặt ba lô xuống thôi. Tại vì mình còn một cái mũ cướp biển mà mình chưa có cất vô được. Để không thôi mất cái mũ này mình tiếc dữ lắm. Đây, cất vô nè. Chừa cái kiên lại để cầm trên tay. À, một ít thức ăn để ăn cho nó no bụng. Rồi cướp thì cần để đập spawner. Rồi đi xuống dưới được rồi đó. Mình sẽ đập gì đi cho nhanh. Rồi kìa là thành. Ui ai ai ai. Nhọn zombie. Còn tên nào nữa là đây. Ui từ. Quên chưa ăn. Ê, Muốn gì nào. Mấy cái con nhọn á, nó tấn công vừa mạnh này và vừa khó bắn nữa, tại vì nó có biết nhảy á, nên khá là khó khăn trong việc tiêu diệt mấy con nhện độc. Nhưng mà giờ thì mình đã có kiếm mạnh rồi, nên chỉ cần một hit trúng thôi là nó đi đây. Ui chết. Đại ca Skeleton xuất hiện rồi. Chưa, để mình ăn cho no bụng đi trước khi đánh bại đại ca Skeleton. Đại ca nè. Xuống đây thì mình có thể farm được ít nhất là 7 viên từ cái con boss á. Và nếu mà may mắn hơn thì trong rương lại có thêm kim cương cho mình nữa. Nên cứ thoải mái mà nhặt thôi à. Đây có chỉ nè, xương. Rồi đi xuống tầng kế thôi. Ui. Tranh thủ. Tiêu diệt con nhện này trước. Thỉnh thoảng thì mình không hiểu tại sao mình quánh một phát không chết con nhện liền. Chắc là tại chưa đủ thời gian nó hồi chiều đó. Rồi giờ thì đập ra. Ui. À, tầng này tầng. Ui tầng. Này thì boss. Chưa đại ca, chưa đại ca ơi, đại ca ơi, từ. Ăn cho nó đau bụng cái đã. Dám quýnh nhau lên. Ui bây giờ. Chưa.
dạ. Chết rồi. Ở trong đây, mấy tên này còn có đàn em nữa. Lúc mới vào các bạn có thấy không? Một cái giống như là cái phôi sắt gì đó nhưng mà biết di chuyển. Đây có kim cương, rune, sắt enchant, xương. Mình sẽ lấy lẹ để không thôi nó sập. Không biết cái tòa tháp này có bị sập không nữa, nhưng mà cứ tranh thủ đi. Ủa, hình như không bị sập thì sao á? À đúng rồi, cái này ở dưới nước chắc nó không bị sập rồi. Đây có thêm một cái rune nữa nè. Một cái gì đó chưa biết, vàng ma thuốc lượm về. Ây, đánh lén. Đó, mới đánh một xíu à mà mình được 12 viên kim cương, cực kỳ dễ luôn. Nên không nên bỏ qua mấy chỗ như vậy đâu. Yên ngựa mày có thể mang về nè. Rồi, sau đó thì mình sẽ bắt đầu đặt cái ba lô xuống. Nhét hết vô trong một lần. Đó, chuẩn bị lại thịt để ăn, để hồi lại cái vết thương nha. Rồi sau đó mình sẽ trở lên và đi lại cái khu vực đất liền thôi các bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã ngủ xong rồi các bạn ơi. Mình phải rời bỏ cái đảo ấy để đi tới một vùng đất khác. Và hiện tại thì hình như đã cách xa biển khá là xa rồi đó. Và bây giờ mình sẽ trở lại với công việc, đó chính là tìm những bông hoa hexicle nha. Nãy giờ trên biển các hoa đâu có gặp mấy bông hoa hexicle đâu. Hướng này thì nhìn sơ qua thì thấy khá là bằng phẳng nè, nên việc tìm bông hoa hexicle chắc cũng không có quá khó đâu. Chỉ cần chịu khó để ý là được à. Và bây giờ nhìn đầu mình có cái nón của cướp biển á, nhìn xịn hơn hẳn liền ta. Hướng này thì có mấy bông hoa màu xanh lá nước biển kìa. Nhìn mấy bông hoa đó mình ưa nhầm với bông hoa hexicle lắm luôn ấy. Phải nhìn kỹ để không thôi tránh trường hợp nhầm lẫn. Rồi, cái này tiếp tục lại là bông hoa xanh đó. Cảm ơn đừng có ra bông mấy bông hoa xanh đó nữa mà. Để không thôi tao mừng hụt. Đây. Bông hoa hexicle nè. Vậy là mình có được bao nhiêu rồi ta? Có 2 cái bông rồi đúng không? Để nhét ở đây đi cho dễ nhìn và có thêm động lực để tìm tiếp. Ở những chuyến đi khám phá tìm hexicle lần trước á, thì mình cũng có gặp cái vùng đất có những cái khối đen đen như vậy nè mà mình chưa có kịp đi khám phá á. Để trong ngày hôm nay trong lúc tìm những bông hoa hexicle thì mình sẽ thử đi lên trên đỉnh của chỗ này coi có công trình gì ở trển không nha. Wow, trên này thì kiểu như cao quá nên tuyết nó phủ trắng xóa à. Bởi này coi còn bông hoa hexicle nữa không, tự nhiên nãy hên ghê tìm được 2 bông hoa hexicle kế bên luôn kìa. Cái này thì có vẻ là không có công trình gì rồi. Nhưng mà được cái nó cao các bạn ơi, cao cực luôn á. Coi đây còn bông hoa hexicle không. Rồi đi xuống thôi. Piu. Ẩm. Ui các bạn coi mình nhảy kìa. Có cao chưa? Ui. À không, đó là chỗ cát. Tưởng đầu cái chỗ gì trắng trắng chứ. Rồi ở đây là một cái khu đồi. Có thêm một bông hoa hexicle nữa là được 5 bóng rồi. Tính ra tìm mấy bông hoa này cũng không có quá khó đâu. Chịu khó đi vài chuyến nữa thôi là thế nào chúng ta cũng được full một stack cái bông hoa hexicle này và chế tạo những bộ giáp hexit. Rồi giờ thì cứ đấy đó là động lực để đi tìm tiếp thôi nha. Còn bây giờ mình sẽ đi đến khi nào tìm được một cái gì đặc biệt. Và trên bản đồ có cái gì rồi kìa. Một ngôi làng. Không thể nào sai được, đó chính là một ngôi làng đúng không? Ủa đâu rồi? Nhìn lại cho mình coi. Ừ đúng rồi, hướng trước mặt kìa. Mình tin chắc đó là một ngôi làng luôn. Để bây giờ mình sẽ quăng bển và kiểm chứng lại nha. Nhưng mà trước khi qua bên ngôi làng thì mình cần phải nhìn xung quanh trước cái đã. Coi có bông ngoái hexicle nào không. Có vẻ là không rồi. Và giờ coi nào. Mình thích ngôi làng ở điểm là lúc nào cũng có vàng sẵn cho mình lại lấy hết trơn á. À không, xin chứ. Nhầm, xin. Rồi, sẵn tiện đây xin một ít vàng dưới sắt luôn nè. Trong rương này thỉnh thoảng lại có đồ. Ủa, cái này là lúa mà. Rương này thỉnh thoảng lại có đồ nữa nè. Đó. Thịt hả? Tin hả? Ok, lượm mấy cái loại này đi. Thịt nữa nè. Nói chung đồ ăn thì mình sẽ lượm nha. Nhưng mà đồ sống thì mình không lượm đâu. Tại vì ăn đau bụng chết đó. Ở đây là bác Linh một. Sống chung với bác thợ vũ khí hả? Ôi, ngôi làng này có cửa đi ra vào nè. Tại vì mấy ngôi làng trước á mình thấy gạo kính vít hết trơn à. Ngôi làng có vẻ hợp lý á nha. À không, cái này là gia đình dân làng thôi chứ không được là một ngôi làng. Tại vì chỉ có 2 bác dân làng sống với nhau hả? Rồi. Và hướng này thì có vẻ không có rồi. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục đi thôi.
À, cạnh đây có hai bông nè. Hồi nãy mình mới nhảy từng qua mấy cái tán lá, mình thấy cái gì xanh xanh ở dưới, ba bông luôn. Ui, suýt nữa thì mình bỏ mất ba bông rồi. Được luôn nha. Vậy là được 8 cái bông rồi đó các bạn ơi. Để lướt lướt vòng vòng đây coi coi còn cái nào mình sót nữa không. Tại vì mình nhảy hơi nhanh á, nên việc bỏ sót là rất dễ xảy ra. Coi coi. Ui, đây nữa nè. Biết lắm mà. Vậy là được thêm một cái nữa là 9 rồi đúng không? Có thêm một cái trái tình yêu nữa nè. Thỉnh thoảng thì mấy cái cây này lại rơi ra cái trái tình yêu đó. Nè, được thêm trái nữa nè. Ủa? Đúng rồi, đúng rồi. Được hai trái luôn. Wow, quá xịn, quá xịn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm thêm những cái bông hoa icicle tiếp nha các bạn. Ui, mới đi được vài bước nữa thì mình lại gặp được một cái bông hoa icicle nữa rồi nè. Vậy là mình tìm được 10 bông rồi đó nha. Rồi, giờ thì mình sẽ thử đi qua cái vùng đất bóng tối này xem coi. Tại vì thông thường ở vùng đất bóng tối này á, thì mình sẽ khá là ít gặp những bông hoa icicle đó. Với lại nó sẽ khó tìm hơn, tại vì cái màu của bông hoa nó khá là tệp màu với màu đất nè. Nên hơi khó khăn một xíu. Nhưng mà không sao đâu, cố gắng là được. Ê. Ui, đây có cái hang nguy hiểm thế. À, cạnh đây còn có một cái xe lửa nữa. Cái đó không, mình không có biết chắc có phải là xe lửa nữa không, nhưng mà với cách nhìn của mình thì cái đó khá là giống xe lửa. Và cạnh đây còn có một cái khu vực gì nữa nè. Với mấy cụ làm gì trong đó đây? Chỗ người ta xây dựng mà, đứng cơ cơ người ta ra quánh chết á. Thấy không, người ta có đặt cái gì nè. Để bây giờ mình sẽ khai quật mang về nhá. Cái gì chưa biết thì cứ mang về để dành thôi. Ui, vậy là mình nhặt được hai cái giống như vậy rồi. Đợt trước mình có chui vô cái hang ổ xuất hiện mấy con quái vật chưa rõ thông tin á, mình cũng lụm về được một cái, và hôm nay nhặt được một cái lộ thiên ở bên ngoài nữa. Thích đó nha. Và cái vùng đất này sao đất màu đất á, nó có vẻ nhạt nhạt các bạn nhỉ? Đúng không ta, màu đất nó hơi bị nhạt nè so với màu đất ở bên ngoài đó. Không biết cái chỗ này có vấn đề gì không nữa. Nhưng mình thấy cái màu này nhìn nó cũng khá là dễ chịu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi hướng này xem coi như thế nào nhá. Ui. Ồ, cái vùng này mà cũng cũng có cái chỗ của mấy tên pháp sư nữa hả ta? À, sáng đây mình sẽ farm luôn. Tại vì ở vùng đầm lầy mình còn có một chỗ như vậy nữa. Ấy. Hất tung ai đấy ông bạn? Có rơi ra không nè? Ôi, không rơi ra rồi. Mà sẵn đi đây chắc mình sẽ ngồi farm luôn. Mình có được một cái chỗ này rồi. Úi. Nè, mình có một cái chỗ này với cái chỗ này rồi nè, mình còn thiếu hai cái ở hai góc nữa. Ủa, nhưng mà sao lâu xuất hiện với ta? Đây đây đây, xuất hiện rồi. Núp cái gì? Ngại gì không biết mình. Ui. Ui, tên này ăn cắp vũ khí được. Ấy ấy, tính ra cũng cũng khá là nguy hiểm đấy. Cũng được đấy. Rồi. Và không rơi ra gì hết à? Rơi ra cái cuốc làm gì? Tôi có cuốc đất bao giờ đâu. Giờ ai mà làm nông nữa. Rồi, sẵn tiện đây chắc mình sẽ đặt cái giường xuống. Để một xíu có gì mình qua đêm luôn nha các bạn. Đây, đặt ở đây nè. Đợi trời xuống là mình ngủ liền. Rồi sáng thức dậy tiếp tục farm mấy tên phù thủy đó thôi. Và sau khi farm được đủ những cái đó thì mình sẽ có được một cái thứ gì rất là đặc biệt ở giữa nè. Mình đoán là như vậy. Nhưng mà đó đó đó, mấy tên pháp sư này có một cái chiêu đó chính là đi vòng vòng á, rồi sau đó xuất hiện lén sau lưng để đâm mình một phát. Ừ, chơi lớn rồi mà còn chơi hù như vậy nữa. Ui, cái này cái gì ngộ vậy? Bây giờ mình mới để ý ta. Willow. Cây nè, cây Willow hả? Dùng để làm nó cũng như gỗ bình thường à, nhưng mà nhìn cái màu nó khá là lạ lại. Mình cứ tưởng đây là cây gì không chứ. Rồi coi coi xuất hiện thêm chưa. Và xác suất rơi ra đồ từ những cái tên này á, cũng khá là thấp các bạn ơi. Đó đó đó, mất tiêu nữa đúng không? Mình sẽ bắt bài tên này nè. Đấy, biết ngay mà. Toàn là đâm lén sau lưng người ta. Rồi, chịu rơi ra chưa? Vẫn chưa chịu rơi ra. Tính ra bây giờ chắc mình phải cất đồ vô quá. Chứ giờ mình khá là chật nè, dọn dẹp đồ lên cái. Vẫn chưa nữa hả? À đây 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 đây. Chuẩn bị nè, thường thường hắn sẽ xuất hiện sau lưng mình. Một, hai, ba. Đó, chuẩn ngay mà. Biết ngay. Bắt bài ngươi liền. Dám quýnh lén nè, cái tội quýnh lén.
Rồi ra ra cho mình một cái ủng ở cái quần chứ, có dòng chậm hỏng hai. Ui đây pha không biết chừng nào nữa. Và ở đây có spawner không mà. Ui có nè. À, cái này cái lồng spawner nè, nhìn đẹp thiệt nhá. Kiểu như nhục một viên pha lê vậy đó. À, thì ra dưới này còn có cái spawner cơ. Spawner thì sao? Tiêu diệt thì vẫn tiêu diệt thôi. Và nó cho mình thêm một cái mảnh nữa. Ui vậy là mình được ba góc rồi. Thôi farm được cái nữa là vui rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha. Vậy là mình chỉ còn thiếu một góc thôi. Đằng kia còn chỗ nữa kìa. Ui hay là mình đổi gió qua đây farm thử ta. Biết đâu qua đây mình hên á, mình nhặt thêm được một cái cuối cùng thì sao. Người luôn đi. Có không? Ui không có rồi. Mình còn thiếu một cái mảnh ở phía góc phía dưới nè. Để có dịp thì mình sẽ trở về nhà để farm tiếp nha. Tại vì bây giờ mình đang tập trung vào việc đi tìm những cái bông hoa xí cò á, nên đánh mấy cái chỗ đó thì mình sẽ mau quên cái nhiệm vụ chính mình lắm. Rồi và cạnh đây còn có hai cái bông hoa xí cò luôn. Quá dữ. Ui là 12 rồi nè. Trời ơi hôm nay hên vậy ta. Mấy đợt trước đi tìm cái buổi trời à, mà tìm được có tầm 5-6 cái thôi. Hôm nay đi mới một tí mình đã tìm được 12 cái rồi. Không bao lâu nữa thế nào mình cũng full những cái set đồ hết xí cờ cho coi đó. Và hướng này thì có vẻ là hết bông hoa hết xí cờ rồi. Rồi và cạnh đây nó có một cái khu vực gì nè khá là bí ẩn. Để bây giờ mình sẽ dẫn các bạn tới đó để xem như thế nào nha. Chắc nó lại là một cái khu vực đi xuống phía dưới lòng đất đó. Nhưng mà chắc mình sẽ không đánh giống ngày hôm nay đâu. chưa. Sẽ đặt điểm đi. Tại vì khi nào muốn đánh á, thì mình sẽ quay trở lại đánh và chuẩn bị những thứ cần thiết. Chứ hôm nay đồ mình đã chật như vậy rồi đó, mình mà đánh nữa thì đâu còn không gian để mang đồ về đâu đúng không. Xóa hết điểm cũ nè. Đó trừ điểm chấm hỏi mới đi. Và tiếp tục đi tiếp thôi. Tới đây thì mình nghĩ nên dùng cái ná bắn một phát. Đó, cho bay qua đây để tiếp tục đi. Chứ băng qua mấy cái khu vực hồ đó thì mất thời gian lắm luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm những bông hoa xì cò nha các bạn. Tìm trong rừng không khá quan và mình đã qua vùng đồng bằng. Và cái kết là mình gặp được một cái khu vực gì bí ẩn nè. Giống như là một tòa tháp vậy đó. Để coi mình nhìn xung quanh chỗ này trước. Coi có bông hoa xì cò nào không. Rồi sau đó mình sẽ chui vô trỏng để khám phá nha. Chỗ này rộng vậy mà không có bông hoa xì cò nào ta. À đây có nè. Vậy là mình được cái chỗ này nó lót map nhiều quá à, nên lâu lâu nó bị đơn cái các bạn thông cảm giúp Lộc nha. Và bây giờ thì mình đã được 13 cái bông hoa xì cò rồi. Hôm nay có thể nói là bội thua bông hoa xì cò. Bây giờ chắc mình sẽ chui vô trong đây để coi sẽ có những thứ gì bên trong nha. Xúm bái. Mình nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Một chỗ bự như vậy chắc chắn phải có cái gì đó xịn hơn chứ. Không thể nào, chỉ là được zombie. Đây, có rương nè. Ủa, mấy cái rương cái này, cái hộp nhạc. Hộp nhạc này phải có cái đĩa nhạc mới chơi được. Cái gì vậy? Ui, các bạn có thấy cái gì không? Ủa, là sao? Ủa tự dưng bồn phát, may mà mình mặc đồ kim cương đó nha. Không thôi pha nãy chắc mình đứt bóng rồi. Trời ơi nguy hiểm thiệt á. Cái gì vậy? Ủa cái đó là con zombie nó phát nổ hả? Hay là con... Ê, cá bạc nè. Nguy hiểm dữ vậy ta. Rồi lấy cái cúp ra lại coi nào. Đi đâu ra mấy con cá bạc này hoài vậy? Dồm bài với chúng tôi. Skeleton nè. Skeleton. Rồi đập spawner. Dạ tính ra mấy tên này cũng mạnh phết đó. Skeleton. Rồi còn tên nào nữa không? Skeleton nè. Rồi ok. Và bây giờ mình phải lên trên để kiểm tra coi cái gì mới phát nổ hồi nãy vậy. Mình không thể nào để bị mất máu quang. Ui ai làm gì mình cái beng một phát đi chậm gì rồi. Hình như một cái tên nào đó làm phép rồi đó. Ôi kìa nó nổ một phát nữa kìa. Ui không thể nào tin được luôn á. Nó nổ một phát bành cái chỗ này luôn.
May mà vật liệu là làm bằng đá đó, để không thôi chắc là nát chỗ này rồi. Tự nhiên ra đây đứng nhìn mình. Kỳ lạ thiệt. Ủa, trên đây còn đông lắm. Đông nè, đông của chúng tôi. Này thì tập bè tập bụi ở đây. Rồi chỗ này khá là ổn rồi đó. Ui chết rồi, mình lỡ đạp trúng cái gì rồi. À, thì ra là cái này nè đúng không? Cái bẫy nè. Trời ơi mấy chỗ này ác thiệt á chứ. Còn đặt bẫy nữa. Rồi sẵn tiện đây mình sẽ khám phá nốt luôn. Trong này có gỗ. Ui, một cái quả này cho Chocobo. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ui, có đồ chơi cho em bé Chocobo rồi. Vừa là đồ chơi vừa là đồ ăn luôn. Quá xịn, quá xịn. Vậy là hôm nay bội thu rồi nha. Nhưng mà chết, nãy mình lỡ làm mất cái xô nước rồi. Đây có cái rương nè. Lại thêm một cái quả gì đó. Quả đó mình chưa biết là quả gì nữa. Nhưng mà cứ lượm về đi. Thôi 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 thôi, tạm thời thì có được một cái quả cho bé Chocobo là vui rồi. Nên mình sẽ đi ra ngoài và tiếp tục tìm hoa hexico thay vì khám phá chỗ đó nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình tìm thêm những bông hoa hexico khác nha. Mình lại tìm thêm được một cái công trình bí ẩn ở đây nữa nè. Để bây giờ mình sẽ đạt một cái điểm chấm hỏi thứ hai nha. Để sau này mình có nhiều ba lô á, mình sẽ trở lại đây để khám phá và tìm thêm đồ mang về. Và cạnh cái chỗ này á, còn có một cái nhà bỏ hoang. Và đằng kia còn có cái gì nữa kìa. À không, cái đó là cái bộ xương thôi hả. Ui, không chỉ là một bộ xương, mà có nguyên một cái ngôi làng luôn. Đằng kia còn có hai xì cầu nữa. Quá dữ, quá dữ. Được, được, bây giờ mình sẽ lượm cái bông hoa hexico. Và chắc mình sẽ tạm thời ghé qua ngôi làng á, dừng chân một hôm đi, rồi sáng thức dậy thì mình sẽ trở về nhà nhá. Ui, anh Golem tủ sách nè. Golem thư viện. Ô, lần đầu mình gặp lại Golem này. Không biết các bạn có gặp chưa chứ đây là lần đầu của mình đó. Wow, thì ra đây còn có golem kệ sách nữa à. Xịn vậy. Wow, quá dữ luôn. Vậy là ngôi làng này ngôi làng xịn rồi. À, trong đây có kiện rơm, mình sẽ xin một ít mang về đi. Tại vì mấy bác này cũng đâu có xài hết mấy cái lúa này đâu. Rồi, và mình sẽ tìm cái chỗ nào có cái giường á. Rồi mình sẽ ngủ qua đêm, rồi sáng thức dậy mình sẽ trở về nhà thôi. Hôm nay đi khám phá hơi bội thu rồi. Ủa nhưng mà... Ủa, chỗ này không có giường hả? Gì? Phải có giường chứ. Ủa mấy bác dân làng này cất giường hết rồi. Ui còn có golem bằng chế tạo nữa nè. Golem đất sét nữa. Wow. Ở đằng kia còn... Ê, golem đá phát sáng nè. Ui nhiều golem vậy ta. quá dữ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung vào việc tìm cái giường để mình ngủ cái đã. À quên, mình có giường mà ta. Ok. quên mất rồi. Giờ mình sẽ ngủ một phát rồi sáng thức dậy mình sẽ trở về nhà nha các bạn. Mình lại trở về nhà sau một chuyến khám phá đầy ắp những món đồ tốt các bạn ơi. Và trong chuyến khám phá ngày hôm nay á, mình tìm được thêm 15 cái bông hoa hexico và có tổng cộng là 37 cái hexico essence rồi, rất là tốt luôn nha. Và bây giờ á, thì mình sẽ mang cái quả này nè cho các em Chocobo mình ăn coi coi sẽ nâng cấp được cái kỹ năng gì nhá. Nhưng mà trước khi cho ăn thì mình sẽ lấy quyển sách nghiên cứu về Chocobo trước. Đây, coi coi những kỹ năng mà em Chocobo mình đang có được là. Ui, bây giờ mình khả năng fly là, để mình xem coi. Hình như cho khả năng bay thì phải. Đúng không? Ui, đúng rồi nè. Ôi em Chocobo mình bay được rồi. Quá dữ em ơi. Nhưng mà cần phải nạp lại năng lượng sau mỗi lần bay. Wow. Em Chocobo mình bay được rồi. Và không kém cạnh thì sau này á, mình có kinh nghiệm nè. Thì mình sẽ cho các em Chocobo bên đây bay luôn. Tại vì bây giờ mình đã có đủ kinh nghiệm để nâng cấp luôn rồi đó. Nhưng mà mình cần phải xem xét thật là kỹ để tránh ngợp xài lãng phí cái kinh nghiệm á nha. Wow, vậy là không cần tốn kinh nghiệm mà mình vẫn có thể cho em Chocobo mình bay.
quá tốt, quá tốt. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái việc đó chính là mở những cái loot bag nhá. Mình sẽ mang ra hết mở luôn đi cho nó tiện nè. Và một cái pho tượng nữa, không biết mình cất ở đâu ta, nhà mình có cái rồi nè. Kệ cái đó tính sao, giờ thì tập trung vào việc mở loot bag thôi. Mình sẽ mở thật là nhanh cho các bạn dễ dàng quan sát nhá. Cái đầu tiên, một cây cúp, quá dữ, một cái đĩa nhạc 13. Và mình khuyên là không nên nghe đĩa nhạc 13 đó nha. Mấy bạn nào mà không tin á thì cứ nghe thử đi rồi biết. Rồi, cái tiếp là một cái đĩa nhạc có táo, một cái loot bag có táo vàng. Trái tim màu vàng luôn. Wow, vôi sắt thì thôi không cần, vứt cho nhanh. Rồi, một cái epic nữa nè. Ui, sao cho toàn đồ dởm không vậy. Ui, một lọ nước phát sáng, quá dữ. Cái này thì sao, rìu chiến đấu. Copper, cái quặng copper nữa. Rồi cái này thì sao nè, legendary. Ủa, bình kinh nghiệm mà cũng có độ bền nữa à. À, nó cho hiệu ứng ngẫu nhiên. Ui, cái đó để dành được, cái đó để dành được. Rồi, mở tiếp nè. Táo vàng, thẻ tên, thuốc súng lấy được. Rồi mở tiếp nè, mở thật là nhanh thôi. Lại là táo vàng, một cái sửa chữa, cái dao nhỏ xíu mà có sửa chữa luôn, dữ gì ta. Ủa, tính ra mấy cái uncommon này cũng tốt á nha. Không đùa đâu. Rồi cái này mở rồi nên mình sẽ cho vô đây. Rồi còn tới mấy cái common đó thì nó sẽ không có cho đồ xịn đâu. Nên mình cũng không có hy vọng nhiều vào mấy cái đó. Rồi cái này không cần vứt nè. Lấy được cái rune này. Ui, một cái quả cho em Chocobo nữa. Ôi, quả trứng vẫn còn chưa nở nè. Ui, thích vậy ta. Game này đã mở được hai kỹ năng rồi. Và bây giờ khi mà mình cho em ấy ăn cái trái này thì sẽ mở thêm một cái kỹ năng gì nữa. Không, mà cái này thì từ cho ăn đi. Tại vì ăn một ngày ăn nhiều quả quá thì chắc em ấy chịu cũng không nổi đâu. Để sắp tới mình sẽ nâng cấp rồi cũng như cho ăn nốt quả đó luôn nha. Giờ thì tập trung vào việc mở mấy cái loot bag thôi, để không thôi mình quên đó. Rồi lấy mấy cái này ra. Mình có cái đĩa nhạc nè. Đĩa nhạc khét thì chắc nghe được, không sao đâu. Rồi cái này thì cho một cái bản đồ đi khám phá. Như bản đồ kho báu chứ không phải khám phá đâu. Đúng rồi, bản đồ kho báu nè. Vậy là sắp tới chúng ta có thể lên đường tìm kho báu giống như một cái biển thật sự rồi. Wow, xịn nha. Được á, được á. Rồi, giờ thì có táo nè. Thẻ tên, đĩa nhạc. Gì xong rồi. Gì là xong rồi. Nhưng mà không sao, mình đã tìm được rất là nhiều đồ tốt. Từ quả cho em Chocobo này, rồi một cái cúp này, những cái rune. Và đặc biệt hơn là có cái bản đồ kho báu nữa chứ. Và trong thời gian sắp tới á, thì mình sẽ tiến hành nâng cấp những cái bộ giáp tiếp theo và khám phá những cái công trình mà mình tìm được trong ngày hôm nay nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.